Dear friends, Pope Francis will launch Caritas Internationalis' Share the Journey campaign on the 27th of September 2017. Trong những năm gần đây, chưa bao giờ có nhiều làn sóng di dân và tị nạn. Tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy? Có rất nhiều lý do, vì xung đột, nội chiến, đói khổ, thất nghiệp, vân vân. Họ phải ra đi để lại sự chia ly. Người ta sẽ chẳng bao giờ muốn rời bỏ quê hương xứ sở của mình nếu họ đang có một cuộc sống yên ổn. Trước thảm cảnh của người di dân, Đức Thánh Cha Francisco luôn quan tâm đặc biệt đến họ. Ngài đã quảng bá chiến dịch chia sẻ hành trình. Ngài kêu gọi mọi người hãy ra đi đến gặp gỡ, thăng tiến, bảo vệ và hòa nhập người di dân và tị nạn vào cộng đồng. Ngài tha thiết kêu gọi các tổ chức, các chính phủ lưu tâm đến anh chị em di dân và tị nạn. Purtroppo in gran parte dei casi si tratta di spostamenti forzati causati da conflitti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze, povertà estrema e condizioni di vita indegne. La nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Hưởng ứng chiến dịch chia sẻ hành trình của Đức Thánh Cha Francisco, Ban truyền thông Caritas Việt Nam dựa trên hai câu chuyện của Đức Hồng Y Tạc Lê, Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã chia sẻ và đăng tải trên YouTube. Xin được viết lại và gửi trao tâm tình cảm nhận. Once I went to the US in Washington DC, I took the airport in Virginia. My brother and cousin who met me said, wala kaming oras magluto ng lunch, so let us just eat in a nearby Vietnamese restaurant. Because sige, sige, basta, I want to eat and then sleep. So kain kami, Vietnamese soup, how do you call it? Pho. Any Vietnamese here? Is it pho or pho? Pho. Fa sol la ti do. And I was ang sarap talaga, naglalaway ako. And then when we were about to end, we were deciding whether to have coffee or dessert. A Vietnamese woman came to our table. She introduced herself. Sabi niya, I am the owner of the restaurant. The waiters told me that there is a group of Filipinos here. Sabi niya, kasi I have instructed my employees, whenever there are Filipinos who come, call me. Yeah? I said, oh yes, we're from the Philippines. Then she said, I was one of the boat people. I was one of the refugees that escaped from Vietnam, and I landed in the Philippines. I stayed in Palawan for many years. You welcomed us. You loved us. And in my little way, I want to thank the Filipino people. And she gave us free dessert. And she was a Christian, a Catholic.
She saw my shirt. Said, "Are you a priest?" Said, "Yes." Said, "I am a Catholic." And said, "I was so blessed to have landed in the Philippines. My faith was nurtured." Malapit na po ako matapos. But wow, you enter the wounds of the people. And it, no, in those wounds, memories of love, memories of compassion, memories of being recognized as a brother or sister will remain. And they journey to new life. I visited Lebanon, one of the refugee camps. Refugees from Syria, Iraq, Afghanistan. Then I had a session with the Caritas workers, volunteers, and I saw how tired they were. Naaawa rin ako doon sa mga volunteers kasi they see daily disaster. Parang, every day is bleak, every day is dark. So in our session, I told them to also look for signs of hope. Huwag lang kayong magkwento ng mga problema. Let us exchange stories of hope. Yes, in the open wounds of Christ, you will find life. Tell us stories of how you found life as you entered the wounds of our brothers and sisters. And there was a fine Lebanese woman. Oh, her name, Jeanne d'Arc, Joan of Arc. She volunteered, she said, "I have a story to tell. May kwento ako." Sabi niya, The specialization of Jeanne d'Arc is caring for illegal migrants. Those who are arrested and put into detention cells. And she has taken care of many Filipinos in Beirut. And she told us the story. One day, she was invited by Caritas Syria to train some people in the ministry, pastoral care of illegal migrants. So she volunteered. She went. She slept in the house of some sisters, religious sisters, and every day she would take a taxi. Yung katulad nung kwento kanina ni ano pangalan niya, ni Eric ba or Ernie, talagang magta-taxi ka, taxi. So one day, she took a taxi, reached the place of the seminar. She asked the taxi driver, "Magkano, how much do I pay?" And the driver said, "No." And she said, "No, I have money, may pera ako, I can pay you." And the driver said, "No, no, you don't have to pay." She panicked. "Nako, what payment will this man ask for?" So sabi niya, she was already almost screaming. "No, I have money. Accept my payment. Tell me, how much, how much?" And the driver said, "But how could I accept money from Caritas?" "How did you know that I work for Caritas?" And the man said, "3 years ago, I was in prison in Beirut." "One day, I was sick. I asked for medicine. Nobody wanted to give me. You passed by.
you heard me, and you gave me medicine. I was able to sleep that night. But I have not thanked you. So please, let me thank you now. 3 years in this wounded heart remained the love of Jeanne d'Arc, the face of Jeanne d'Arc has been engraved in her, in his wound. And look at how good God is. At an unexpected moment, their paths cross. A deep communion sealed in locked prisons, but open wounds where love is allowed to enter. Năm tháng qua đi, nhưng người phụ nữ Việt Nam dù có ở cách xa địa lý hàng ngàn dặm hay gần như anh tài xế, cũng không thể xóa đi những hình ảnh thân thương ghi đậm trong trái tim họ. Đó là một ký ức yêu thương bởi những vết thương đã được chữa lành bằng tình yêu và sự đón nhận vô điều kiện. Một ký ức bị tổn thương được thay bằng ký ức tình yêu. Ký ức của lòng xót thương, ký ức của việc nhìn nhận người khác như là người anh, người chị của mình sẽ luôn được giữ lại trong lòng họ và đưa họ đến một hành trình mới, một sự sống mới. Tất cả những cử chỉ và khuôn mặt nhân ái đã kêu mang lấy họ trong lúc chơi vơi và đau khổ tột cùng đã thôi thúc họ tìm kiếm sự trao ban lại. Trao ban không chỉ dừng lại ở người đón nhận, nhưng hành động nhân ái đó luôn được chuyển tiếp và nhân lên. Có thể rằng ký ức về những năm tháng tị nạn gian nan, gập ghềnh vẫn còn đó, nhưng những con người di dân được người khác đưa tay ra đón nhận đã làm cho cuộc đời họ trỗi dậy, được sinh ra một lần nữa. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều cần có nhau. Chẳng phải hầu hết chúng ta đều có kinh nghiệm cho và nhận. Đặc biệt những lúc khó khăn, chúng ta được người khác đưa tay ra chở che và cứu giúp. Chúng ta được trao tặng con tim biết yêu thương, biết chạnh lòng mỗi khi thấy người khác đau khổ và cần được cứu chữa. Con tim thôi thúc chúng ta mở rộng vòng tay yêu thương để đón lấy anh chị em của mình, đồng thời đón nhận sự nâng đỡ của người khác. Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta trong mọi nơi, cả trong những giây phút không mong đợi nhất. Hành trình của chúng ta đi luôn mời gọi sự hiệp thông sâu xa, bởi những vết thương được mở ra và tình yêu là cửa ngõ đi vào. Credo che coniugare questi quattro verbi in prima persona singolare e in prima persona plurale rappresenti oggi un dovere.